Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình Ngày hôm nay thì mình mượn account của một người chơi VIP 7 ở bản tiếng Anh Ngày trước thì đây là một người chơi mà đam mê cái tim thép Tuy nhiên là cái tim thép dần dần đã bị yếu thế hơn so với cả tim tiết đá So với tim giác đấu của Mega Chủ X à, Sự kiện đầu giá S cộng mới Zacian vừa mới xuất hiện Thì người chơi này đã lên đó là 7.000 điểm để lấy Zacian Đồng thời cũng đã nâng lên tạm thời Đó là Zacian lên 8 sao và chờ mình vào để test Zacian nâng lên 11 sao nữa còn bây giờ thì người chơi này đã kẹp bộ đôi ra Magenta và zacian uh, 8 sao tạm thời. Đó là đi cùng với cả team thép hồi trước đây. Son Galeo thì người chơi đã lên full mu uh, Zihachi cũng full mu magena lên Zedmoo 4 để bắt đầu test tiếp. Hiện tại thì uh, Shiny Mega Garevo người chơi này cho vào đội hình. Hiện tại thì người chơi này đang ở trong đấu trường đó là hạng 18. Đội hình đây. Um, lúc trước thì để zacian à để... sonya uh, Bao nhiêu sao nhỉ? Sunia. À CDB của người chơi này cũng 8. Sunia cũng 8. Cho vào. Nhưng mà tuy nhiên là sau khi test vài trận thì Shiny Mega Gardevoir cho vào đội hình mặc dù có 4 sao thôi. Nhưng nó cũng sẽ bổ trợ uh, dành cho Zacian tốt hơn. Còn bây giờ? Được rồi thì thua một người chơi Việt Nam. 5 triệu 9. À, tiếng Anh thì đương nhiên là cũng sẽ không có những đội hình mà theo kiểu mà full. Uh, toàn sao. Mà phải rất là lựa chọn để nâng lên được. Ok xem đội hình này có Mega Tiên Si sẽ thua theo kiểu như thế nào và Jasian 8 sao trụ được đến đâu. Và trận đấu bắt đầu, mình sẽ tua lên khoảng độ nhân 2 để trận đấu diễn ra một cách nhanh hơn một tí. Bên kia là đi theo kiểu hướng team tiết đá này, xong bây giờ kẹp thêm ra Magenta bổ trợ cho Shiny Mega Galevoid vững chắc hơn, thêm cả Mewogin nữa. Đội hình bão cát, và đây bây giờ có thêm ra đây 8 sao thì được cái là cái phòng ngự của nó chắc chắn hơn bởi vì có cái thanh kiếm để giúp cho nó tăng cường thêm cái giảm thương và lúc này với đội hình bên kia thì chỉ có hai pokemon sắc đẹp hay là hệ tiên thôi thì hoặc là zamazeta bốn ba con rồi nhỉ thì lúc đó cứ tấn công là ra nó cũng sẽ chém kiếm và đây kiếm bắn lên địch đây nhiều lúc các bạn sẽ thấy là một đội hình mạnh ở bản đái ấy. những người top chơi với cao chơi với nhau ấy, thì Nhìn khó cái hiệu ứng kiếm của Zacian đánh hơn Bởi vì nó đang rất là vững chắc Tuy nhiên là với đội hình này Hai người chơi Không phải là quá mạnh đâu Thì uh, Cái kiếm của Zacian nhìn nó cũng sẽ rõ ràng hơn và bây giờ uh, đội hình tim thép đây Chống chịu với cả tiết đá Thì nó sẽ rất là khó bởi vì là bão cát các kiểu một số Pokemon mà không có khả năng phòng ngự vững chắc là rất dễ bị tử trận Ziachi là một ví dụ này Tuy nhiên là Ziachi ở người chơi bên kia lên Zmu 6 rồi Thì nó cũng sẽ có khả năng hồi sinh trở lại Cho nên là cũng không lo lắm Và Ziachi hỗ trợ cho đồng đội team thép bên này là Bắn thêm những cái thiên thạch bắn xuống Và Ziachi đã chính thức tử trận Và đang chờ để chuẩn bị hồi sinh trở lại Khi mà đồng đội hệ thép hành động thì sẽ hồi máu dần Gacian đây Một lần tấn công 4 triệu 6 Thì với bản tiếng Việt, nếu mà các bạn xem thì các bạn sẽ thấy là được tự như là nguyên liệu ở bản tiếng Anh nó không có nhiều như bản tiếng Việt đâu. Việc lựa chọn cũng sẽ rất là cần. Vừa rồi thì Son Galeo đã giết được Jamazeta bên kia. Khi mà cái sát thương phụ của nó kèm theo là cái uh, song song công của nó để gây ra một quả sát thương phụ này và Son Galeo ZU6 đây, đam cũng rất là ác. ra nó biến thành từ mewojin này một máu mega TNC thì cái uh, cái tranh lệch giữa những người chơi ở vip của bản tiếng anh nó cũng không phải quá khác biệt nhiều nếu bạn mà có thể chịu đầu tư vào những đội hình uh, với những s cộng mới tìm tốt hơn ví dụ như bây giờ một người chơi vip 7 vip 12 nhưng mà một người chơi vip 12 mà đã tiêu hết sạch những đồ rồi thì so với cả một người chơi kiểu như vip thấp hơn họ có đầu tư được những s cộng mới hơn thì họ vẫn có cái cơ hội giải giành chiến thắng vừa rồi thì Ziachi đã được chính thức hồi sinh trở lại nhưng mà son galeo ăn một quả của rồi của mega tiền si từ cái phản đam của nó tính từ những cái tia bạn tia ánh sáng ấy chết mất rồi Gia chi cũng đã vừa tử trận tiếp và bây giờ đang chờ đợi đồng đội hành động tiếp để hồi sinh trở lại tiếp. Jamajenta của hai người chơi ở bên kia là 8 sao đấy nhưng mà cũng đã vừa tử trận tiếp. Và đội hình này bây giờ còn lại mỗi Zacian 8 sao thôi. Thì sau trận đấu này thì mình sẽ thử nâng lên là Zacian lên 11 sao để giúp cho những cái sát thương của nó gây ra nó sẽ mạnh hơn. 8 sao thì được cái sinh tồn của nó rất là tốt Bởi vì những cái thành kiếm của nó Sẽ chống chịu được những cái sát thương trực tiếp Nhưng mà những cái sát thương thực thì vẫn ăn đòn như thường Ok trận đấu này coi như thua Người chơi này đã chuẩn bị cho mình sẵn rồi Đó là ra một loạt con Zacian này Để mình nâng lên 11 sao để test Zacian đây càng tăng thì tăng Thêm sát thương đòn tuyệt kỹ này Và bây giờ việc nâng lên 11 sao Của Zacian đáng hay không? Đáng Nhưng mà Đến tháng 10 sau khi điều chỉnh đại bộ skill thì kiểu gì cũng sẽ có một lần chuyển sao Thì bạn hoàn toàn có thể là Nếu Zacian mà không hiệu quả Bạn có thể chuyển sao dành cho những Pokemon khác cũng được Lúc đó thì Việc nâng 12 sao một con bây giờ Xong rồi là về sau chuyển sang một con khác Nó cũng không phải là quá lãng phí Và bây giờ cứ nâng lên để mạnh trước đã Zacian lên 11 sao Bây giờ đã được một triệu được chiến rồi Và đã mở thêm một cái phần mới Người chơi này có 737 triệu này. Ok. 1 triệu 075. Với ra xe 11 sao để tiếp tục tư. VIP 9. Với đội hình kiểu như thế này thì cái tỷ lệ mà dành dành cho chiến thắng có lẽ sẽ cao hơn đấy. Bắt đầu đánh lên dần không? Hạng 7 à? Hạng 7 thôi. Một trận đấu nhanh thôi. Bên kia thì hầu như một số con 8 sao. Thì mình có liệu có cơ hội dành cho chiến thắng không? Thì với bạn anh thì hay có các top là hay sử dụng uh, nâng lên được nhiều sao thôi, còn đâu với một số người chơi khoảng tầm uh, nếu các bạn gọi là kiên trì để chơi thì uh, thì những người chơi mà tầm khoảng tầm hạng 5 đổ xuống, có những người chơi có thể là vip 5, vip 7, có những người chơi vip 12 hoặc là có những cả những người chơi vip 18 nữa nhưng mà họ build không tốt thì họ sẽ bay xuống cả hạng 11 luôn. Thì chiến trường ở bản tiếng Anh thì nó cũng sẽ đơn giản hơn về những Pokemon mà không phải lúc nào cũng full sao và cũng không phải full Zmu việc bạn đầu tư được với đội hình như thế này để chiến đấu với địch đây. Bây giờ thì Zacian đã lên 11 sao rồi. Đương nhiên là cái sát thương gây ra nó cũng sẽ ổn hơn và bây giờ khi đi cùng với cả Zamazenta đây 11 sao thì nó có thêm cái hiệu ứng từ trường dưới chân của nó nữa. À, không cần thiết Zamazenta 11 sao, 8 sao là được rồi thì phải. Và Zacian đang có hiệu ứng này đây. Dưới chân nó hiệu ứng 11 sao Ồ nhưng mà Jamajenta 8 sao của bên đội hình bên này có vẻ chết khá là nhanh. Nhưng mà Luala như các bạn thấy bị quả kiếm của Jaxian chém không hồi sinh được. Nhưng mà cảm tưởng như là Jamajenta có lỗi hay sao ấy. Nó chết hơi bị nhanh ở trong cái hai trận đấu gần đây mà trong khi nó lại hay là con mà thủ trâu nhất. thì có thêm cả búp lá bùa của Giachi nữa thì ra sen sát thương gây ra nó sẽ mạnh hơn và con nào của mình đang ấy đây nhỉ hình như là Magina thì phải bên kia thì một số con bị mê hoặc rồi 10 triệu đam đến từ Magina này khá là ổn cuối cùng là Son Galeo lại là vẫn còn trụ lại được để chiến đấu này Necroma 8 sao đây Tiến vào trạng thái kháng tử luôn Và nó cũng không có xuống vào hố đen Cho nên là vừa rồi ăn quả phản đam của uh, uh, Son Galeo Là nếu mà quả ấy mất kháng tử Là coi như tử trận rồi Bên kia là Sanyi Megatirata 8 sao Cũng có kháng tử này chung là đến cái đam gây ra của một số con sắc đẹp nó rất là mạnh và kèm theo nữa là cả uh, Magena nữa nó búp cho đồng đội hệ tiên khi giết được địch xong là tăng thêm 10 phần trăm song công và vừa rồi thì Necroma ăn đánh một quả xong rồi từ trận luôn trận này thì coi như giành chiến thắng rồi mình sẽ skip để đánh với những người chơi khác Zacian MVP thì đánh vượt cấp một tí một người chơi VIP 16 Ờ, nhưng mà họ chỉ có đó là da lẫn cả shiny mega galat 4 sao thôi có mega mù chú x rồi 6 triệu 6 mình 5 triệu 6 Đập. trận đấu bắt đầu nhưng trận đấu này diễn ra rất là nhanh thôi và hy vọng là à, có quả vip kiếm vip 15 rồi thì hy vọng là cũng sẽ không bị thua nhanh với cả mega mù x bên kia chung là cái đội hình này có ra magenta với cả Zacian, tìm thép là cảm thấy tốt hơn ngày trước rất là nhiều. Kiếm bay loạn xì ngậu luôn. Rồi bên kia, như bạn thấy là sẽ sử dụng một số Pokemon 4 sao thôi như Shiny Megalad này. Thì không có kháng tử đâu. Nếu bạn mà kill một phát thì nó cũng sẽ chết. Magenta là ulti bởi vì z Zmu 4. Giachi chính thức tử trận này. Còn Dacian thì dưới sự hỗ trợ thêm của Shiny Mega Gardevoir thì sát thương gây ra nó sẽ cao hơn. Một đây 16 triệu, một quả chém. Thêm kiếm bay vù vù trở lại, chết luôn Mega Tiên bên kia rồi. Và Mega Mù đã ra tay, 3 triệu 9. Tất tiếc, Son Galeo là không thể chịu được được rồi. Thì chỉ sợ cái đội hình này là sẽ bị thua bởi một con Mega Mù bên kia khi mà nó cứ lao vào chiến đấu ở trong cái đấu trường Suda và một số Pokemon bên bạn. À, không chịu được được là sẽ bị thua thôi Nói chung là một con S thì bao giờ nó cũng có sức khác biệt hơn rất là nhiều Tuy là Zacian rất là mạnh Nhưng mà để đọ với cả một con S thì nó cũng sẽ khó khăn Trừ phi bạn nuôi vượt cấp, vượt cả lực chiến rất là nhiều Thì mới có cơ hội giành chiến thắng Tuy nhiên thì Zacian nó cũng sẽ chống chịu sát thương từ Mega Matrix tốt hơn So với những bộ ngon kia của bạn, nó đang có 10 thành kiếm Để hoàn toàn chống chịu được 10 đòn tấn công chủ động một rất là mạnh đánh vào người nó thì có người để để con Racion này ở hàng trước luôn đấy để nó trụ tốt đấy, tại vì sát thương gây ở à, bên cái um, phòng thủ của nó cũng ổn khi từ 8 sao đổ lên rồi và người chơi này để Ra Martenta đứng cạnh um, Shiny Mega Garevo để bổ trợ cho nó, coi như là lúc cho nó sống lâu lâu một tí sau Garevo có lẽ là một cánh nặng hơi là nhiều ở trong cái đội hình này. Nhưng mà thôi, vì đam mê cái tim thép Zmu 6 thì giữ lại thôi. Zamagenta, bộ đôi Zamagenta nữa. Vừa rồi Zamagenta đã vừa gọi, kêu gọi đồng đội xong lên tấn công. Thì đây là sẽ là một bộ đôi tốt để các bạn có thể sử dụng được nếu mà bạn không phải là một người chơi VIP 12. Vừa rồi thì Ziachi, cái kén của nó cũng đã tử trận thêm một đòn tấn công nữa và đã chính thức ra tay con nào đây đập với gia này thì gia sen đang có 7 kiếm nếu mà có thể đập được đến 7 lần thì gia sen có thể chết còn nếu không thì đợi đến phát sau thì mega mục mới có thể là giết được đây may chỉ cần thêm một quả nữa thôi là gia sen thì chính thức tử trận à vừa vừa nói xong tử rồi và sát thương gây ra của mega mục quá mạnh trận đấu này đã thua chưa đập được đội hình mà có Mega x đâu thì các bạn thấy ở bản tiếng Anh thường ở hạng 1 hay có một số người gọi là vượt quá mức tưởng tượng rồi ví dụ như là một người chơi vip 20 ở bản tiếng Anh đây đội hình tim nước giác đấu họ vẫn đang sử dụng mặc dù họ để sử dụng đội hình như thế nào thì kiểu sĩ hạng một cũng về tay họ bởi vì nó họ hơn lực chiến của người hạng 2 có 6 triệu bên này là có 7 triệu rưỡi còn những người chơi này thì có mega Mochi x hết rồi thì cái tỷ lệ mình giành chiến thắng được cực kỳ là khó và bây giờ còn có một người chơi VIP 12 khác đây. Lúc đấy mình xem bị thua ấy. Thì bây giờ sẽ đấu lại với được Yaxian lên 11 sao thì nó sẽ như thế nào. từ đấu lại xem. Đây là hai người chơi Việt Nam đấu với nhau. Nhìn cái tên Dũng là các bạn biết rồi. Yaxian đây. Thì thực sự là cái team này nếu không có Yaxian thì tỷ lệ thua cực kỳ cao rồi. Có thêm một con Yaxian. Các bạn sẽ thấy vẫn là thua nhưng mà thua theo kiểu mà bạn vẫn có cái tỷ lệ để giành chiến thắng được. Và đội hình này thì liệu có để Zacian ở chính giữa không? Để ra Magenta búp cho. Bởi vì là bạn vẫn muốn bảo vệ một Pokemon nào đó. Trong này thì Shiny Mega Gardevoir là hơi bị yếu yếu. Thì để nó dưới ra thôi. Vừa rồi thì tính ra là một quả đánh xong rồi kèm thêm cả cái thiên thạch của chi cũng ổn để thêm một lượng sát thương đấy Còn Son Galeo thì hên xui nếu bạn bị dính bão cát các kiểu chẳng hạn tỷ lệ tử trận cũng nhanh hơn Có thể nói là sau bắt đầu cái thời kỳ tin tiết đá phát là Son Galeo nó cũng biến thành mèo hẳn luôn rồi Lúc trước thì là sư tử xịn Nhưng mà tiết đá thì phòng ngự vững chắc quá Mỗi lần đòn đánh lại kèm thêm cả cái kiếm chém nữa, nữa thì sát thương gây ra sẽ cao hơn. Thực ra là nếu bây giờ để xe ở hàng trước ấy cũng có cái hay đấy, nó trụ là tốt là một phần này. Cái thứ hai nữa là nó có thể đỡ, đỡ được một phần là cái núi đá của Shiny Megatiraita. Bởi vì bạn đang bị dính núi đá này rồi thì coi như là mọi cái tấn công của Zacian nó sẽ phí rất là phí. Mặc dù là đòn tuyệt kỹ vừa rồi lại có thể phá được là bởi vì bạn đang đuối mạnh hơn. Chứ còn nếu mà đối thủ ngang ngang cho một quả núi đá như vậy thì sen nó cũng sẽ bớt đi độ bá rồi. Thì kiếm của Vip à, của 8 sao có thêm cái kiếm bảo hộ rồi này, này, càng nhiều hệ tiên, magenta chẳng hạn nữa thì cái kiếm lại càng nhiều và sen lại đang có rất là nhiều kiếm để có thể là bắn nhau khi mỗi lượt kết thúc và mỗi lượt bắt đầu. kiếm bài bắn này xong rồi là những cái quả mà thiên thạch rơi này đấy là thêm một lượng sát thương đến từ vị trí của bên team thép bây giờ kết hợp với bộ đôi da xian đây à mà Yashian này lên 8 sao đánh sẽ có khả năng bỏ qua kháng tử này thì hên xui không biết là đánh một phát bỏ qua kháng tử là chết luôn shiny mega hay không nhưng bên kia thì phòng ngự vững chắc quá chưa đến lúc mà đánh phát chết luôn và magenta đang trụ rất là chắc đây. Lúc trước hai cái trận đấu trước thì da magenta trước đầu tiên ấy thì da magenta bay màu nhanh quá. Bây giờ thì đang thể hiện được đúng cái số lượng khiên mà nó đã tạo ra. Thêm một quả một loạt cái tiền ở cái kiếm bắn nữa. Nhìn thì kiểu lại mất ít máu nhưng mà một phần nào đó các bạn cũng sẽ thấy là nó cũng ảnh hưởng đến tim địch khá nhiều. Bên kia là magenta này thêm cả Mew Origin nữa này. Một số Pokemon vững chắc để trụ được ở hàng trước. Cho nên đòn tấn công vừa rồi của Zacian chưa thấy có hiệu quả lắm. Nhưng mà thực sự Zacian là một S cộng mà có cái sinh tồn cực kỳ tốt. Hầu như là các bạn sẽ thấy là nó hay chết cuối cùng ở trong team hơn. Và sau khi mà dồn hợp lực lại rất nhiều Pokemon đánh nó thì nó mới chết. Chứ còn ít khi nó chết đầu hoặc xui. Nếu bạn mà bị dính vào một quả Sura của Mega Mewtwo lúc đầu là cũng tử trận. vậy đội đối đội hình này thì cho ra Garcia lên hàng trước được không? Có thể là sẽ thử với cả người chơi này thử trận còn đâu thì trận đấu này là có lẽ là cuối cùng ở trong clip này rồi rồi Song đã chính thức từ trận rồi mặc dù là full Zmu nhưng mà lúc này đội hình toàn những s cộng mới sát thương thực quá nhiều không chịu đựng được là từ trận luôn thôi Và bây giờ lại phong ấn sức mạnh của Zacian bằng cách là tại thêm một cái núi đá nữa. Thực sự là dạng ra dạ, uh, Shiny ta vẫn là một S cộng cực kỳ tốt ở bản tiếng Anh. Thua. Ok, chiến dịch test Zacian kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn clip kế tiếp.